Trần Phước Hilary Spower Januszewski sinh ngày 11 tháng 6 năm 1907 tại Przyjaźń gần Tochola, Ba Lan. Ngài là con trai của Marian và Mariana. Ngài tốt nghiệp tiểu học tại Gesling. Sau đó, từ năm 1922 đến năm 1924, ngài học trung học cơ sở Balotin ở Suchary. Nhưng vì thiếu nguồn tài chính, một ngài phải nghỉ học sau khi học xong 2 năm trung học. Kể từ đó, ngài phải ở nhà và tự học cho 3 năm trung học với sự giúp đỡ của Marta, chị gái giáo viên của ngài. Từ ngày 1 tháng 4 năm 1925 đến ngày 22 tháng 7 năm 1926, ngài tiếp tục việc học của mình tại một viện giáo dục dành cho trẻ mồ côi và thanh thiếu niên bị bỏ rơi, được điều hành bởi Michalito ở Baliskovice. Tháng 7 năm 1926 đến tháng 9 năm 1927, ngài chuyển đến Krakow. Tại đây ngài làm việc và tham gia các khóa học Matura về thư tính tại Kamieniczka. Với những nỗ lực học tập và hoài bão, ngay từ thuở thơ ấu, con đã cảm thấy khao khát được vào hàng giáo sĩ không thể cưỡng lại. Con đã quyết định theo trái tim mình và dâng mình để phụng sự Chúa. Con đã 20 tuổi, nhưng từ giờ trở đi con chỉ muốn sống cho Chúa. Với những ước muốn bừng cháy trong tim được Thiên Chúa đáp trả vào ngày 2 tháng 9 năm 1927, ngài được nhận vào dòng cách minh lấy tên là Hilary. Ngài vào tập viện ở Lviv và được tiên khấn lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1928. Sau khi hoàn thành khóa triết học tại Krakow, ngài được gửi đến trường cao đẳng quốc tế St. Abbas ở Roma. Tại đây, ngài được tiên khấn trọn đời và tiếp tục khóa học thần học 4 năm sau đó. Ngày 15 tháng 7 năm 1934, ngài được thụ phong linh mục và ở lại Roma để tiếp tục nghiên cứu thần học. Năm 1935, ngài trở lại Ba Lan đến tu viện ở Krakow và tại đây ngài được bổ nhiệm làm trưởng phụ trách trông coi các thầy. Tại tu viện, ngài là giáo sư về thần học tính lý và lịch sử giáo hội. Cha Sanchez Paredes, bề trên giám tỉnh vào thời đó, đặt nhiều hy vọng vào ngài, đã bổ nhiệm ngài làm bề trên tu viện Krakow vào tháng 12 năm 1939. Cha Hilary rất nghiêm khắc với bản thân và có lòng kiên nhẫn với các thầy. Cha Hilary được biết đến là người có tính cách bất khuất, luôn mang một cảm giác bình an. Ngài đặc biệt quan tâm ân cần giúp đỡ những người khốn khó và bệnh tật. Tháng 3 năm 1939, thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, thời gian đau khổ của con người bị di tản, tù đầy và bắt bớ. Vào ngày 18 tháng 9 năm 1940, Gestapo đã bắt giữ tất cả các giáo sĩ và tu sĩ thuộc tu viện Krakow. Lý do họ bị cáo buộc vì đã hát bài hát bị cấm Rosenthal Morning. Nhưng cha Hilary không bị bắt vì ngài đang ở ngoài tu viện. Sau khi trở về Krakow với tư cách là bề trên tu viện, bản thân ngài đã báo cáo với Gestapo rằng mình phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Thế là ngài bị giam cầm ở nhà tù Montelupis và chuyển đến trại tập trung của Đức ở Sachsenhausen. Tháng 4 năm 1941, ngài bị giam trong trại tập trung Dachau. Tại Dachau, cha Hilary đã sống với nhiều sự ngược đãi, công việc chở tuyết đi bằng xe cút kít và cuối cùng là nạn đói khủng khiếp năm 1942, thời kỳ kiệt quệ khó khăn chung. Vào tháng 2 năm 1945, trong một đợt bùng phát bệnh thương hàn lớn, ngài đã tự nguyện làm tình nguyện viên để chăm sóc các bệnh nhân sốt phát ban và những người đang hấp hối trong một doanh trại biệt lập. Bản thân ngài vì thế cũng bị nhiễm bệnh và rồi qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 1945, một tháng trước ngày giải phóng trại. Thi thể của ngài bị thiêu trong lò hỏa táng tại Dachau. Ngài là một trong 108 vị tử đạo của Thế chiến thứ 2 đã được Đức Giáo Hoàng San Phaolô II phong Trần Phước vào ngày 13 tháng 6 năm 1999 tại Warsaw, trong chuyến tông du của giáo hoàng về quê nhà tại Ba Lan. Ngài được mừng kính vào ngày 25 tháng 3 hàng năm.